Hôm qua là mình cho anh em mấy bài mạnh mạnh là phép với cả ấy thôi đúng không? Hôm nay sẽ đến những cái bài nó lạ lạ một tí anh em nhé. Mình thì thấy xe hợp Việt khá ít chơi cái bài này. Đấy là bài tanh mà có set. Bản này có set tanh rất là ngon, nhưng mà mình để ý là xe của mình vẫn chưa chơi nhiều lắm. Đấy. Con set thì nếu mà ngon nhất ấy thì sẽ là con Leona để lấy hộ công. Nhưng mà nếu mà anh em không có thì cứ đánh mình sẽ lưu một bài set gọi là cơ bản thôi nhé. Bài set thì sẽ tanh bằng set, tanh bằng thần giáp này. Thần giáp thì mình sẽ lấy ba con cơ bản nhất đi. Ba con cơ bản nhất là ba con này. Đấy. Set thì bản này anh em sẽ build cho nó vút rồng này, dây chuyền này. Hai đồ này là hai đồ gần như là ngon nhất nhá. Còn đồ cuối cùng ấy, anh em thích ấy thì có thể là giáp gai. Nếu mà lobby kiểu là anh em muốn đánh full tank thuần tank luôn ấy thì build giáp gai. Còn không nếu mà không giáp gai ấy thì anh em build cho nó quyền năng. Quyền năng hoặc thú tượng đều được. Nhưng mà có set này thì mình thấy quyền năng ngon hơn vì nó có đam ấy. Nó vừa là tanh mà nó vẫn có đam, có chút đam đến từ cái skill của nó. Thì ba đồ này mình nghĩ là ba đồ ngon nhất cho set của bản này ấy. Đấy, anh em build được tanh xong rồi nhá thì anh em sẽ bắt đầu kiếm đến đam sau. Đam sau thì bản này có những con nào đam sau ngon mà không cần hệ, chắc chắn là con Aurison rồi. Aurison này, Big Fortune MF. Đây là hai con đam phép đúng không? Thực ra nhá, nếu mà anh em đủ đồ ấy thì hai con này nó đã đủ để carry đam cho anh em rồi. Nhưng mà nếu mà anh em không đủ đồ ấy, chỉ có một gọi là ba đồ thôi ấy, thì cái lượng sát thương từ hai con này mình nghĩ là vẫn thiếu. Thì anh em sẽ cần thêm một con đam nữa phụ. Thì có thể nó sẽ là Belvet. Còn nếu mà giàu hơn nữa thì nó sẽ là Ugot và Fiddle thôi. Mà hai con này thì hai con gần như là bộ nào cũng kẹp rồi. Chủ yếu là anh em cố gắng ấy, làm thế nào ấy anh em kiếm được cái dàn tanh này, ba con này này full 2 này, sau đấy anh em kẹp thêm đam sau. Đam sau thì nó có nhiều con lắm, tất nhiên là ngon nhất nó sẽ là như này rồi, nó sẽ là đủ cả đam cả CC luôn. Nhưng mà hai con này thì nó hơi khó kiếm ấy, đấy, thì anh em có thể bỏ hai con này đi. Anh em kiếm tạm mấy con Echo bò gì đấy vào cũng được, lấy thêm hộ cộng cũng được. Bài này nó như kiểu là một bài 4 tiền thôi. Đơn giản nó là một bài 4 tiền thôi. Thay vì anh em nghĩ đến những bài khác thì anh em nghĩ đến bài này. Nó sẽ không dễ chơi như hai cái bài hôm qua tôi chỉ anh em. Nó là một bộ bộ để anh em gọi là flexible ở đoạn level 7, level 8 ấy. Level 7 thực ra đã chơi được rồi. Tại vì khi mà level 7 ấy, anh em kiếm đủ, chỉ cần kiếm đủ ba con này thôi ấy, với đồ đẹp cho con set ấy. Đấy, thì anh em chỉ cần kẹp thêm đam sau thôi là tự khỏe rồi. Tại vì bản thân ấy, ba con này ấy, nó đã tự khỏe rồi. Con set cầm ba đồ này với cả thần giáp nó đã tự khỏe rồi. Bài này nó không thể nào mà dễ chơi bằng hai cái bài, mấy cái bài hôm qua tôi chỉ game được, nhưng mà nó là một bài nên chơi nhá. Tôi thấy ở server nước ngoài nó chơi nhiều lắm. Tức là bài này nó đánh tình huống được ấy. Ví dụ mà anh em có biến chủ lực chẳng hạn nhá, thì anh em sẽ bỏ con này đi này. Đấy. Cho con rồng cầm biến chủ lực này. Con rồng cầm biến chủ lực. Chủ lực đâu nhỉ? Có biến chủ lực à? Nói chung là sau con rồng cầm biến chủ lực xong rồi anh em kẹp bốn chủ lực vào là vẫn có đam bình thường luôn. Nói chung quan trọng là anh em phải tanh được con set này, tanh máu set này, đồ này là quan trọng nhất ở trong cái beta này. Bài set này mình thấy ở bên nước ngoài nó chơi nhiều, bên server mình thì ít chơi. Nhưng mà một bài nhá, bài set nhá. Hôm qua là xong đấu rồi đúng không? Thế chắc là đến mấy bài slow roll đi. Mấy bài slow roll đi nhỉ? Slow roll thì vẫn là mấy bài cũ thôi. Đây được rồi. Admin. Bản này thì anh em để ý bài admin. Bài admin mình cũng đánh giá là một bài tier S. Nếu mà là admin ngon ấy thì là S cộng. Còn admin cùi ấy thì nó là S trừ. Admin ngon thì nó là S cộng. Admin cùi thì nó là S trừ. Admin thì anh em sẽ có hai hướng đánh. Một là anh em đánh bằng đam phép, là cái hướng đánh thông thường.
khi mà nó ra những cái admin mà nó liên quan đến năm phép ấy, là cái hướng đánh gọi là cơ bản nhất đúng không? Cơ bản nhất anh em hay gặp đúng không? Nó như kiểu là admin hắc tinh này, admin tăng sức mạnh phép thuật theo thời gian này, admin thách tiền cũng được, admin hắc tiền chơi năm phép ngon nhá anh em nhé. Bài này thì bốn con này là bốn con chính rồi này, chắc chắn là cần bốn admin rồi này, tại vì bây giờ bốn admin nó sẽ cho anh em thêm 30% sức mạnh của tướng admin đấy. Nên là admin chắc chắn là cần bốn admin rồi đấy. Xong rồi anh em cần con Sona. Con Sona này là con quan trọng nhất, tại vì nó kích hai hệ tình nhân và ma pháp sư, và nó là bút máu cho tanh nữa. Đó là cần con Sona rồi này. Tiếp đến là con Zoe. Zoe này thì nó sẽ cho anh em hai hệ cho anh em hệ tin tặc để anh em carry bằng Leblanc. Thường thì bộ này nó hay carry bằng Leblanc, tại vì Leblanc dễ đép hơn, dễ ra hơn. Soraka thì là con đắt tiền nên là nó hơi khó kiếm. Đấy. Khung bài của nó ở đoạn level 7 nó sẽ là như này: 4 admin, 2 siêu lừa, 2 tin tặc, 2 tình nhân, 2 ma pháp sư này. Nếu mà anh em lên được cấp ấy thì sẽ kẹp thêm Seju nếu được, hoặc là một con 5 tiền nào đấy. Còn nếu mà anh em có biến admin thì anh em có thể bỏ con Camille này đi, anh em thay vào đấy nó bằng một con 4-5 tiền thì đấy cũng được, bò thì đấy cũng được. Đấy, thì bài admin này nó, nếu mà anh em đánh 5 phép ấy thì sẽ build cho con này. Nếu mà có admin mà chết mà tăng mana ấy thì anh em không cần đồ mana nữa. Còn bình thường ấy, đồ chuẩn của nó ấy sẽ là bùa xanh này, crit phép này. Đồ cuối thì bản này thì mình nghĩ sẽ là kiếm súng đi. Kiếm súng hoặc là chùy, một trong hai, kiếm súng hoặc chùy. Đồ này thì vứt cho Soraka vẫn được nhé. Trong trường hợp anh em lên được Soraka 2 thì vứt cho Soraka 2 vẫn được. Đồ tanh thì rắc máu này, bỏ xét này, thú tượng nữa. Đồ cơ bản nó sẽ là như thế. Con tin tặc thì sẽ cho con Gami mà đi móc móc thằng sau này. Còn có một bài nữa cũng liên quan đến admin ấy. Nếu mà admin của anh em là admin tăng đam ấy, tăng sức mạnh công kích ấy, đấy, thì anh em sẽ đánh 4 admin, vẫn là 4 admin. Nếu mà có con Soraka vẫn là 4 admin nhá. Vẫn là 4 admin kẹp với cả 3 ngoại đạo anh em ạ. Ngoại đạo thì là Talon, nếu mà có Viego thì tốt nhất, còn không thì dùng tạm Silas cũng được. Nó sẽ là 4 admin 3 ngoại đạo. Nếu mà roll 3 sao ở 6. Bài này cũng mạnh nhá. Bài admin này nếu mà anh em có lõi Camille mạnh nhá. Bản này mạnh nhá. Cực mạnh luôn đấy, chứ không phải mạnh bình thường đâu. Nếu mà có lõi Camille mà có admin gọi là admin liên quan đến sức mạnh công kích ấy, là một bài đánh top 1 luôn đấy. Đồ thì vẫn như cũ thôi, quyết kiếm, quyền năng. Nếu mà anh em không thích cái vô cực kiếm ấy thì anh em có thể để ý cái hai kiếm nhá. Cái hai kiếm bản này được buff khá nhiều nhá. Giả sử mà anh em ra nhiều kiếm quá ấy, thì anh em có thể đánh Camille hai kiếm. Hai kiếm bản này ngon đấy. Để ý cái hai kiếm. Camille khó roll á. Khó roll thì do đen đổ đen thôi anh em. Tỷ lệ thì nó như nhau mà. Anh em roll khó thì do anh em roll đen thôi. Đúng không? Roll khó thì do mọi người roll đen thôi anh em ạ. Ok, là xong bài admin này, là hai bài rồi đúng không? Còn bài gì nữa nhỉ? À, Ngưu Binh. Anh em nên chơi Ngưu Binh nếu mà anh em có một cái ấn Ngưu Binh nhá. Tôi nhấn mạnh lại nhá. Nên chơi khi mà anh em có ít nhất một cái ấn Ngưu Binh nhá. Còn nếu mà không có ấn Ngưu Binh ấy thì sẽ rất khó đánh. Đấy. Bài Ngưu Binh nên chơi nếu mà có một ấn Ngưu Binh. Còn nếu mà anh em không có ấn Ngưu Binh thì đừng nghĩ đến bài Ngưu Binh, bài Ngưu Binh khó chơi. Nếu mà anh em có một ấn Ngưu Binh ấy thì tôi xác kết anh em nên chơi Ngưu Binh bản này. Bản này Ngưu Binh khỏe. Nhưng mà bắt buộc phải có ấn Ngưu Binh nhá. Thì các bạn level 7 anh em mới khỏe được. Còn không thì đoạn level 7 anh em yếu lắm. Ngưu Binh thì sẽ là bốn con này trước này. Aphelios đúng không? Aphelios thì phải level 8 mới kiếm được rồi. Tính nhưng mà vẫn phải cho vào. Alista Ngưu Binh như này thì bỏ được con khả năng là bỏ được con Annie đi. Ok. Bài Ngưu Binh thì hôm qua tôi chơi trên live rồi đúng không? Bản này anh em kẹp con Velvet và con Soul này là mạnh luôn này. Đôi 4 6 7 con đúng không? 7 con thêm một con nếu mà được thì con Leona là đẹp nhất. Tí Siêu đã donate 10.000 để mua mì gói tháng này.
giáo án chuẩn chỉ ADM, nhưng thực hành đừng như em chè lai chiều qua nha. Cúc sớm lắm, mặt cười. Chè lai chiều qua à? Chè hôm qua đánh trong vô thức của anh em ạ. Bài nếu mà anh em có biến ngưu binh ấy, tôi sắp hết anh em nên view hai con này. Hai con này nó sẽ carry mạnh hơn con Virgo. Anh em view cho con này quyền năng với huyết kiếm. Qua anh em xem rồi đúng không? Quyền năng với huyết kiếm này. Còn con Afe thì build cung xanh. Nhấn mạnh là anh em nên chơi nếu mà anh em có biến ngưu binh nhá. Chứ đến lúc anh em không có biến ngưu binh xong anh em đánh anh em lại bảo tại sao lại yếu. Đấy. Súng 3 nhá. Afe súng 3 nhá. Bài ngưu binh này cũng là một bài nên chơi nếu mà có biến ngưu binh. Afe súng 3. Thì tất nhiên là anh em cần hai con này rồi, nhưng mà kể cả anh em không có hai con này thì tôi bảo rồi, anh em vẫn có thể dép ở level 7 được. Đấy, đấy là lý do tôi bảo anh em là tại sao anh em cần biến ngưu binh. Là bởi vì khi mà anh em không ra được Afe với cả con không ra được Afe với cả con Leona ấy, thì anh em vẫn đủ sát thương nếu mà anh em đánh như này. Được chưa? Giả sử mà anh em không ra hai con đấy thì anh em đánh như này vẫn đủ sát thương. Ba con 4 tiền này vẫn đủ để anh em carry. Đấy là lý do anh em bắt buộc phải có một biến ngưu binh để anh em không bị yếu ở đoạn level 7. Ăn đi đây. Ba con 4 tiền này là đủ để anh em carry ở đoạn level 7 rồi. Đúng không? Bài Z thì hôm qua tôi vẽ rồi đúng không? À, ba bài đúng không? Thêm một bài nữa không? Tôi biết được còn bài gì nữa. Bài siêu thú cũng được. Thực ra bài siêu thú thì cũng cần vẽ lắm đúng không? Siêu thú cũng chơi được. Tặc nghiệm thì anh em biết rồi, chả cần. Nhưng mà cũng hết rồi. Thêm ba bài đấy thôi là cũng nhiều rồi. Còn lại này vẫn là mấy bài meta trước thôi. Nhờ. Lulu à? Được, tôi sẽ cho anh em thêm một bài nữa. Đấy là bài Lulu. Nếu anh em nào chưa biết bài Lulu thì ấy, cái bản này ấy, anh em có thể chơi Lulu. Nhưng mà anh em chơi Lulu thần đồng nhá anh em. Để ý, Lulu thần đồng mạnh hơn. Đánh 5 thần đồng ấy. Lulu, Poppy, Annie, Zoe. Nên chơi khi nào? Khi mà một là anh em có lõi carry của Lulu. Nhớ là anh em phải có lõi carry của Lulu này. Hai là anh em có một cái trái tim, cái là cái ấn thần đồng ấy. Ấn thần đồng ấy. Để ý, ấn thần đồng ấy. Đấy. Nên chơi khi có hai trường hợp đấy. Thì anh em sẽ roll ở 5. Nó sẽ là 5 thần đồng kẹp với con Zumi này. Đấy, roll ở 5. Nếu mà ra nhiều Poppy thì anh em build đồ tanh cho Poppy. Đồ tanh cho Poppy thì giáp gai. Thú tượng. À, giáp gai, giáp lửa. Vứt rồng đi. Ba đồ này nếu được. Còn đồ cho con Lulu thì sẽ là bùa xanh, kiếm súng, Griffin hoặc là một đồ gì đấy tùy. Bùa xanh kiếm súng là ngon nhất đấy. Thì bài này anh em sẽ roll ở 5 nhá. Roll 5 slow roll nhá. Đừng roll 3, đừng hyper roll nhá. Bài đừng hyper roll, bài này phải slow roll. Tại vì bài này nó giúp cho anh em gọi là gì nhỉ? Bài này anh em phải full 3 mới mạnh. Phải tất cả mấy con thần đồng này cố gắng phải ba con, ít nhất phải ba con này ba sao này. Thì cái bài này nên slow roll chứ đừng hyper roll nhá. Bài này bắt buộc phải slow roll đấy, đừng hyper roll anh em nhé. Slow roll để kiếm ba con này ba sao anh em nhé. Slow roll là trong trường hợp mà anh em cần tất cả bọn nó lên 3 sao thì anh em nên slow roll. Còn nếu mà anh em mà chỉ đánh bằng một con 3 sao thôi, ví dụ anh em chỉ đánh bằng Gamma Long 3 chẳng hạn, hoặc là chỉ đánh bằng Talon 3 thì anh em hyper roll. Xong anh em đánh viên trích lại. Còn cái bài thần đồng này là phải roll nhiều con 3 sao thì anh em nên slow roll. Nói chung là tất cả những cái bài khác thì đều chơi được.
Tức là tôi chỉ vẽ thêm một số bài mới cho anh em thôi. Nó như kiểu là bài EZ reroll này, bài mèo reroll này, bài kể cả Zinix reroll vẫn chơi thoải mái. Tất cả những cái bài đấy đều chơi được anh em nhé. Chỉ đơn giản là tôi đang vẽ cho anh em một số những cái bài mới thôi. Còn tất cả những cái bài kia đều chơi được hết. Cả những cái bài anh em đang nói đều chơi được hết. Nó không nớp thì chơi được thôi anh em. Đơn giản là không nớp thì chơi được thôi.